Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Waterlist để có cơ hội mua IDO token AVXL nè các bạn. Thì chương trình này nó sẽ chọn random ngẫu nhiên nha các bạn. Thì bạn nào mà trúng được cơ hội mua IDO token này thì mình khẳng định cho các bạn có thể là từ X2, X3 tài khoản nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần để chụp link mô tả dưới video mình mở cái tin phong các bạn. Mình vô đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Rồi, trên tờ Twitter này bạn nhấn follow nè. Rồi, các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Rồi, các bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi, các bạn visit website nè. Các bạn xem qua website nó trong vòng 10 giây nè các bạn. Thì những cơ hội thế này thì mình có cơ hội mà chúng được chương trình qua toilet để mình mua hầu tôi cần nó ít có bị lỗ đúng không các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên. Các bạn không có tiêu niu nữa các bạn. Rồi tiếp tục còn join kênh seller nha các bạn. Rồi các bạn join sao trên kênh seller nữa các bạn join sao các bạn. Sau đó thì các bạn chờ chút xíu các bạn lấy cấp cha các bạn. Sao mình nó không có cấp cha ta. Ok, hình như là cái lướt captcha này, hình như là các bạn xài điện thoại trên iOS có captcha các bạn. Hình như mình xài Android nên nó có captcha các bạn. Các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh seller nữa. Rồi, các bạn cho anh chào kênh seller nữa các bạn. Các bạn bắt up lên nè. Rồi bấm vào continue nữa các bạn. Tiếp tục follow minimum nữa các bạn. Thì có mấy nhiệm vụ các bạn cố gắng tham gia nha các bạn. Rồi. Câu này được chạy trên nền tảng của Avat các bạn. Chạy trên trang Avalanche. Các bạn follow tờ Twitter nữa nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn bấm vào continue. Tiếp tục review tờ Twitter nữa nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter nè bạn like nè các bạn. Rồi các bạn bấm thích nè. Rồi các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi bấm continue nè các bạn. Sau đó các bạn nhập địa chỉ EC20 trên giấy chút của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Sau đó các bạn gửi lên đây nè các bạn. Rồi bấm continue nè các bạn. Ok, sau đó các bạn việc lấy ghép mà chia sẻ trong bè nhà người thân để kiếm thêm, để có cơ hội tăng cơ hội chính sách trúng thưởng của mình nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.